Vào sáng nay, ngày 8 tháng 5 theo giờ Việt Nam, cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã khép lại với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Emmanuel Macron với 65,1% phiếu bầu. Ông Macron đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp. Hãng tin BBC ngày hôm nay cũng tiết lộ 5 lý do khiến ông Macron từ một nhân viên ngân hàng trở thành người quyền lực nhất của đất nước hình lục lăng. Theo BBC, không có gì phải nghi ngờ khi ông Macron giành được chiến thắng một phần nhờ may mắn, bởi thực tế hầu hết các ứng cử viên nặng ký trong cuộc chạy đua vào Điện Élysée đều dính vào các bê bối, khiến họ bị loại ngay từ vòng 1. Lý do thứ hai đó là do ông là người khôn ngoan. Bởi lẽ ra có thể là đại diện của phe xã hội tranh cử Tổng thống Pháp, nhưng ông nhận ra rằng sau nhiều năm cầm quyền, đảng này có tỷ lệ ủng hộ thất thường. Do đó tháng 4 năm 2016, ông Macron thành lập phong trào tiến lên và rút khỏi chính phủ của Tổng thống François Hollande để chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống. Tiếp đó, ông Macron còn được đánh giá là một người luôn sẵn sàng thử sức mình. Sau khi thành lập phong trào tiến lên, điều đầu tiên ông thực hiện là tiến hành cuộc tuần hành lớn, trong đó tập hợp các nhà hoạt động dù thiếu kinh nghiệm nhưng đầy nhiệt huyết. Đồng thời, ông cũng là ứng cử viên có thông điệp tích cực. Ông Macron từng ủng hộ Tổng thống Hollande và là cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Đó là thứ vũ khí hoàn hảo giúp ông Macron hạ gục đối thủ Marine Le Pen. Hơn nữa, ông tạo ra một chân dung nổi bật và thu hút các cử tri vốn đang mong chờ những điều mới mẻ. Lý do cuối cùng đó là vị tổng thống đắc cử 39 tuổi là người có tư tưởng đối lập với bà Marine Le Pen. Trong khi bà Le Pen ra tranh cử với những thông điệp bi quan về chống nhập cư, chống châu Âu và chống hệ thống, thì ông Macron luôn lạc quan. Trong cuộc vận động tranh cử của ông Macron thường sôi động với các bài nhạc pop, còn các sự kiện của bà Le Pen lại bị nhiều người biểu tình ném chai lọ và phản đối.